Hello all, come back to my channel, start the Lego. So good run. Okay, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, bầu Master. Player 1, choose. Headshot. Bullseye. Oh my gosh. Headshot. Finish her. Fatality. Epic win. Player one, choose. Shot. Finish him. Fatality. Win. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, Hello Neighbor. Này ra Rồi ok, vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ cái thứ tư. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ là Lego Macross. الزوم في العصر. So, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới kênh thứ 6, Agri4. Let's go. Ở đây thì mình sẽ phải tìm một tô vít. Đây rồi. 7801. Ok. Pink, I agree. On in here, huh? Let's go. Get back here. I said get back here, you little bastard. Just missed him. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ cái thứ 7. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Problem 1. too. Problem 3. Problem 4. Problem 5. Minus 1, that's 3. Problem 6. I am the one, the way you can, don't need the guns. Problem 7. (30 + 1 = 31, 31 trừ 2. 29. Okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 8. Hitmaster. Let's go. Lối thoát luôn. Wow. Lý do gì? Thoát ra để vào phần kia đâu. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Assassin. Let's go. Ở đây thì mình sẽ phải tiêu diệt những tên lính như thế này. Wow, từ đây anh chàng này đi. Từ đó những anh chàng kia sẽ le theo. Và tiếp tục anh chàng này luôn. Ăn một chiếc chìa khóa. Ok. 3 anh chàng này. Và đến cuối cùng, đó là 4 anh chàng này. Tiếp tục nào. Mình sẽ đứng ở đây. Sweet. Let's go. Tiếp tục hai anh sang này. Vào đây nữa. Tiếp tục luôn. Wow, ở đây có vẻ rất là khó luôn. Tiếp theo sang này đi. Rồi, chạy rồi, chạy rồi. Ok, let's go. Wow. Ngộ rồi. Oh my god. Lại là, let's go. Ở đây thì mình sẽ đi đường này. Khi đó sẽ tiêu diệt luôn. Rất là khó khăn. Chạm mặt. Ok, let's go. Wow. Mình sẽ phải đợi anh chàng kia. Đi một đoạn. Xoay một khu. Thời cơ của mình đây rồi. Rồi, tiếp tục. Let's go. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Grandpa and Granny. Green line, red line. Green line, red line. Wow. Green line, red line. Green line, red line. Green line, red line. Green line. Red line, green line, 4 hướng đi, các bạn sẽ phải chọn một hướng đi làm sao để thoát được khỏi đây này. Cũng rất là khoai khò nha các bạn ạ, vì không biết hướng nào là đi được, hướng nào không. Cái đường này xuống đây, hướng này tao không đi được rồi. Nhìn màu sắc là biết, oh my god, bị bắn rồi. Ok, loại bỏ hướng đó và mình sẽ đi hướng tiếp theo. Ok, đã thành công. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 11. Let's go. Các bạn làm sao để mở cái này ra? Phải có một cách mở. Như thế này đúng rồi, không được sao là không được. Có một đặc điểm gì đó, mình xuống đây xem. Đây là một tựa game giải mã khá là thú vị các bạn nhá. Bóp buộc phải mở cánh cửa đó rồi, đấy để lấy chip chìa khóa. Không còn ở đâu nữa, ngoài đó thôi. Mình sẽ đi sát vào xem thế này. Đôi lúc nó bị lỗi, làm ra nó không mở được. Rất lạ cái chỗ đó. Nó chỉ bị lỗi đó cho nên không mở được. Chứ bình thường là khi ấn vào thì cái này sẽ mở ra này. Hiện tại thì đang bị lỗi rồi, cho nên mình ấn mãi mà không được. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng. Let's go. Chopper. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.